Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 40 tương ứng với phần 5 bài 22 quyển 2. Đầu tiên là từ phái, cử. Phải. Phải. Âm Hán Việt là phái. Xin hãy cử tôi đi. Chính phải wo qu. Chính phải wo qu. Cử tôi đến Trung Quốc. Ở đây người nói đã ở Trung Quốc rồi nên dùng lái, chỉ xu hướng hướng đến chỗ người nói. Phải wo lái Trung Quốc. Phải wo lái Trung Quốc. Năm nay công ty cử tôi đến Trung Quốc. Jin nian gong si pai wo lai Trung Quốc. Jin nian gong si pai wo lai Trung Quốc. Bây giờ là từ cao hứng, vui. Cao xing. Cao. Cao. Xing. Xing. Cao xing. Cao xing. Âm Hán Việt cũng là cao hứng, biểu đạt cảm xúc hứng thú cao đối với người, việc, vật gì đó tác động nhất thời, tạm dịch là vui mừng, mừng. Cực kỳ mừng. Phi chàng cao xing. Phi chàng cao xing. Làm tôi cực kỳ vui mừng. Rằng wo fei chang gao xing. Rằng wo fei chang gao xing. Các bạn đến làm tôi cực kỳ vui mừng. Ni men lai rằng wo fei chang gao xing. Ni men lai rằng wo fei chang gao xing. Hãy nhắc lại, năm nay công ty cử tôi đến Trung Quốc. Jin nian gong si pai wo lai Trung Quốc. Jin nian gong si pai wo lai Trung Quốc. Tôi cực kỳ vui mừng. Wo fei chang gao xing. Bây giờ mình đang theo một giáo viên học thư pháp. Hiện tại, tôi đang cùng một giáo viên học thư pháp. Hiện tại, tôi đang cùng một giáo viên học thư pháp. Vẽ, họa, họa, bức tranh, họa, họa. Từ này đọc là họa và uốn lưỡi ở cuối, họa, họa, vẽ tranh, họa họa, họa họa. Vẽ tranh Trung Quốc. Họa Trung Quốc họa. Họa Trung Quốc họa. Còn học vẽ tranh Trung Quốc nữa. Khai xuế họa Trung Quốc họa. Khai xuế họa Trung Quốc họa. Hãy nhắc lại. Năm nay công ty cử mình đến Trung Quốc. Jin nian gong si pai wo lai Trung Quốc. Jin nian gong si pai wo lai Trung Quốc. Mình cực kỳ vui mừng. Wo fei chang gao xing. Tôi rất vui.
Bây giờ mình đang theo một giáo viên học thư pháp. Hiện tại, tôi đang cùng một giáo viên học thư pháp. Hiện tại, tôi đang cùng một giáo viên học thư pháp. Còn học vẽ tranh Trung Quốc nữa. Hái xuế họa Trung Quốc họa. Hái xuế họa Trung Quốc họa. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Táo, quýt.苹果, chuối子. Xin hãy đếm thử xem, xin hãy đếm một chút. Xin số y số. Trước tiên giới thiệu một chút. Xin giới thiệu một chút. Cái đen. Hơi đỡ. Đồ dùng hàng ngày. Rư dụng phẩm. Gần đây vừa khai giảng. 最近刚开学。Bệnh viện. 医院。Mượn sách. 借书。Hoặc là làm luyện tập. 或者做练习。公园。公园。Lái xe đi cũng được, ở đây chỉ xe đạp, xe máy. Chí chơ chù yề xíng. Nhân viên phục vụ. Phú ủ yuán. Đi du lịch. Chù lùi xíng. Làm một việc. Bàn yí chiên sì. Nhân viên bán hàng. Sâu hộ yuán. Năm sau, năm tới. Mình nén. Năm nay bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chi nén tua tả. Tuổi chó, tuổi cậu. Sú cậu. Ăn cơm sáng. Chư giáo phản. Lên lớp, vào học. Sàng khở. Buổi sáng có hai tiết học. Sàng ủ yếu lẳng giữa khở. 11 giờ ngủ. 11 điểm sủy chào. Các em học sinh. Thông xuế mẩn. Giáo viên năm nhất. Y niên chí tờ lào sư. Để em nói trước đi ạ. Rằng ủa xin số bà. Cực kỳ thích hát kinh kịch. Phê tráng xí hoan chẳng kinh kịch. Chơi máy tính. Quán điện não. Cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Dùng ý khoải chỉ vui vẻ từ trong đáy lòng trong thời gian dài. Cảm tạo xin chiến hẳn ý khoải. Thời gian rảnh. Dễ ý sứ chiên. Thì đã đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với thư pháp. Chiều tuổi su phả thử biệt cảm xin trị. Trước khi đến Trung Quốc. Lái Trung Quốc ý chén.
Công ty cử đến. Công sư phải lái. Vẽ tranh. Hoa hoa. Cực kỳ vui mừng. Phi chẳng cao xỉnh.